lần đầu tiên trên tuyến biển, một số tàu cá khai thác hủy diệt đã huy động bạn thuyền tổ chức tấn công lực lượng chức năng, khiến cho lực lượng biên phòng Thừa Thiên Huế buộc phải nổ súng để trấn áp. Qua đó cho thấy, càng ngày các đối tượng này càng liều lĩnh, cần được xử lý nghiêm để răn đe. Ngày 6 tháng 5, tổ tuần tra của đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Thuận An đã phát hiện hai tàu giã cào bay đang có hành vi khai thác thủy sản trái phép cách bờ biển xã Quảng Công, huyện Quảng Điền 3,5 hải lý. Khi được yêu cầu dừng lại để kiểm tra, thì hai tàu trên cắt lưới bỏ chạy và sau đó gọi thêm hai phương tiện khác để đến lạng lách, ngăn cản tàu tuần tra ném đá vào tàu của tổ tuần tra, buộc lực lượng chức năng phải nổ súng chỉ thiên cảnh cáo. Lực lượng biên phòng đã đưa người và phương tiện vi phạm về cảng Chân Mây để xử lý theo quy định của pháp luật.